Trong mùa hè vừa qua, ông Lê Quang Toại, 59 tuổi, chú thôn Đăng, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, đã nhận được sự hướng dẫn đầy sáng tạo từ các cán bộ bảo vệ thực vật. Ông được khuyến nghị nuôi kiến vàng để kiểm soát sâu bọ trên vườn cam của mình thay vì sử dụng thuốc trừ sâu. Ban đầu, ông Toại đã thấy ý tưởng này khá bất ngờ và không thể tin tưởng. Tuy nhiên, ông đã quyết định tự học và tìm hiểu cách nuôi kiến vàng. Ông đã thu thập tổ kiến vàng từ rừng xung quanh và thả chúng lên cây cam trong vườn. Phương pháp này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí cho người trồng cam. Ông Toại đã cắt các đoạn cành cây chứa tổ kiến và thả chúng lên cây cam, tạo điều kiện cho kiến vàng phát triển và hoạt động. Ông còn tạo ra đường di chuyển bằng cách đặt dây cước trắng giữa các cây để giúp kiến tìm thức ăn. Kết quả là, vườn cam của ông nay có thêm gần 40 đàn kiến và hàng ngàn con kiến. Chúng đã loại bỏ sâu bọ gây hại cho cây trồng và giúp ông Toại quay lại với một vườn cam phát triển mạnh mẽ hơn.